Ông Park Hang-seo vì yêu mà ở lại Việt Nam. Một năm sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo vẫn gắn bó với đất nước mà ông coi là quê hương thứ hai, dù nhận được nhiều lời mời hấp dẫn. Thông tin ông Park đầu quân cho câu lạc bộ Bắc Ninh khiến cho nhiều người bất ngờ. Một đội bóng mới được thành lập để tham dự giải hạng nhì của quốc gia nhưng được ông Park Hang-seo dành sự quan tâm đặc biệt. Không phải chiếc ghế huấn luyện viên trưởng quen thuộc, cựu thuyền trưởng của tuyển Việt Nam có nhiệm vụ chính ở đội bóng vùng Kinh Bắc là định hướng tương lai, hỗ trợ đào tạo trẻ và vận hành câu lạc bộ theo chuẩn quốc tế. Khoan hãy bàn về giá trị hợp đồng giữa câu lạc bộ Bắc Ninh và ông Park Hang-seo bởi đây như là vấn đề rất bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng một tên tuổi lẫy lừng như thầy Park quyết định gắn bó với đội bóng hạng nhì như câu lạc bộ Bắc Ninh có rất nhiều lý do phía sau. Bắc Ninh là nơi có rất nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đầu tư và chỉ cần để ý kỹ một chút là có thể nhận ra ngay được vai trò của ông Park không chỉ nằm trong khuôn khổ bóng đá, một nhà cố vấn chiến lược. Trên hết, chỉ vì có tình yêu với bóng đá Việt Nam mới khiến cho thầy Park vẫn lưu luyến và gắn bó với nơi được xem là quê hương thứ hai của mình. Khoảng một năm về trước khi chia tay tuyển Việt Nam nửa thập kỷ dẫn dắt, ông Park xúc động nói là nếu như tiếp tục ở lại, tôi cho rằng cả bản thân tôi và các cầu thủ đều rơi vào cảnh trì trệ, không thể tiến bộ. Họ cần phải có động lực thì mới có thể bước tiếp và phát triển. Thực ra là một người Hàn Quốc đến đất nước khác như Việt Nam để có thể sinh sống và làm việc một cách thuận lợi là điều không hề dễ dàng. Tôi trân trọng điều đó và luôn mong muốn được đóng góp hết sức lực, tâm huyết cho bóng đá Việt Nam. Phát biểu của ông Park Hang-seo có hai vế. Vế thứ nhất, ông thừa nhận mình đã hết bài và cần phải ra đi để tuyển Việt Nam có một triều đại mới khởi sắc và phát triển hơn. Vế còn lại, thầy Park muốn tiếp tục được làm việc ở Việt Nam, được trực tiếp đào tạo những cầu thủ trẻ cho đất nước tuyệt vời này. Nói là làm, ông Park và các cộng sự đã mở một học viện bóng đá, từng bước thực hiện giấc mơ lớn nhất và cuối cùng của mình. Trong suốt một năm qua, dù rất nhiều đội bóng khu vực, thậm chí ở cả châu Á mời thầy Park về dẫn dắt, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chọn ở lại quê hương thứ hai. Tên tuổi, kinh nghiệm, tài thao lược của ông Park Hang-seo có thể giúp cho câu lạc bộ Bắc Ninh từng bước thực hiện được mục tiêu lên V-League. Nhưng điều quan trọng là bóng đá Việt Nam và ông Park vẫn cần nhau, vẫn phải có một sợi dây liên kết mà ở đó thứ tình cảm chân thành được đặt lên trên hết. Mục tiêu của huấn luyện viên Chuse năm 2024. Năm 2024, huấn luyện viên Philippe Chuse sẽ có những nhiệm vụ quan trọng ở cả cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia tại các giải đấu lớn. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hồi quân trở lại vào trung tuần tháng 3 để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Indonesia. Trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026, huấn luyện viên Chuse sẽ bước vào hành trình của năm 2024 với những mục tiêu đi kèm áp lực không nhỏ. Tại vòng loại thứ hai World Cup, ông Chuse đã được VFF ra mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba. Trong buổi gặp mặt báo chí đầu xuân 2024, tổng thư ký của VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, làm việc với huấn luyện viên Chuse, VFF nêu rõ nhiệm vụ chính trước tiên là đưa đội tuyển Việt Nam vào đến vòng loại tiếp theo của FIFA World Cup khu vực châu Á. Vì vậy, các trận đấu tháng 3 và tháng 6 năm 2024 rất quan trọng. Hiện nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang nỗ lực tạo điều kiện để đội tuyển triển khai hiệu quả được kế hoạch nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu này. Tuyển Việt Nam đã thi đấu được 2 trận, giành chiến thắng trước Philippines và thua trước Iraq. Phía trước sẽ là những trận đấu quan trọng mà ông Chuse cần chuẩn bị ngay từ lúc này. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước áp lực lớn với sự thay đổi cả về lực lượng và chiến thuật lẫn tầm nhìn. Sau thất bại tại Asian Cup, rất nhiều vấn đề đã được chỉ ra với tuyển Việt Nam. Ông Chuse cũng nhận được nhiều ý kiến phản biện khác nhau, trong đó nhiều ý kiến tích cực cho rằng nếu kiên trì với huấn luyện viên người Pháp, tuyển Việt Nam sau chuỗi thành tích không tốt đã bị bật khỏi top 100 thế giới. Đây cũng là điều để chứng minh chúng ta nhìn lại xem chúng ta đang ở đâu và cần cải thiện điều gì trong thời gian tới. Những vấn đề không chỉ ở phía huấn luyện viên Chuse, đó còn là của chính nền bóng đá. Phó chủ tịch của VFF Nguyễn Xuân Vũ cũng nhấn mạnh VFF sẽ có những sự điều chỉnh lại mục tiêu sau mỗi giải đấu để phù hợp với tình hình thực tiễn. Thời gian qua chúng ta mất rất nhiều cầu thủ vì chấn thương nên hy vọng chúng ta sẽ có đủ đội hình mạnh nhất để hướng đến vòng loại World Cup và AFF Cup 2024. Thỏa thuận trong giữa VFF với huấn luyện viên Chuse đã phải vượt qua vòng loại thứ hai World Cup và có huy chương ở AFF Cup 2024. Đây là mục tiêu thực tế. Cuối năm 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình tranh tài ở AFF Cup. Giải vô địch Đông Nam Á sẽ là nơi để ông Chuse chứng minh giá trị của mình. Sau chiếc vô địch năm 2018 cùng huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã thất bại 2 lần sau đó trước Thái Lan năm 2020, tại vòng bán kết cả năm 2022 tại chung kết. Có thể thấy được là không chỉ bây giờ chúng ta mới bị đối thủ vượt qua, ngay tại thời điểm tuyển Việt Nam ở top 100 thế giới, Thái Lan vẫn giữ đẳng cấp cao hơn. Tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo cũng chưa từng thắng Thái Lan ở một cấp độ chính thức. Trận đấu thắng duy nhất là ở giải giao hữu Kings Cup. Điều này có thể cho thấy rằng ngay cả khi tuyển Việt Nam đang duy trì phong độ tốt nhất, chúng ta vẫn chưa nâng tầm đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ tại Đông Nam Á. Vấn đề nằm ở mục tiêu chiến lược của VFF chứ không riêng gì huấn luyện viên. Đó là còn chưa kể U23 Việt Nam sẽ thi đấu vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024. Đây cũng là đồng thời vòng loại Olympic 2024, mục tiêu mà ông Chuse định hướng là giành vé đến Thế vận hội. Năm 2024, huấn luyện viên Chuse cần phải cải thiện thành tích ngắn hạn của tuyển Việt Nam để có thể giảm được áp lực cũng như là có cơ hội để thực hiện được những mục tiêu dài hơi.
bởi sẽ rất khó khăn để giữ được chiếc ghế của ông nếu như tuyển Việt Nam tiếp tục không có thành tích. Đây cũng là vấn đề khó xử của VFF. Sau Asian Cup, chú sẽ đã lạc quan khi nói rằng thời điểm hiện tại chúng ta vẫn còn vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 và tháng 6. Thời điểm kết thúc vòng loại, tôi tin là chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá rõ ràng nhất về những sự hiệu quả, kết quả cuối cùng. Tôi luôn muốn hướng đến những mặt tích cực nhất. Trong chiến thắng, tôi mong được chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện, còn khi đạt được kết quả chưa tốt, tôi cũng mong mọi người chỉ ra những điều cần phải cải thiện. Đó mới chính là góc nhìn toàn cảnh và khách quan nhiều nhất. Tuyển Việt Nam triệu tập 5 cầu thủ Việt kiều. Thời gian tới đây, đội tuyển Việt Nam có thể đón thêm nhiều cầu thủ Việt kiều để tăng cường được sức mạnh. Từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đến nay, ông Chu Xê luôn mở rộng cửa chào đón các cầu thủ Việt kiều. Mới nhất thì chiến lược gia người Pháp đã triệu tập Nguyễn Philippe tham dự vòng chung kết của Asian Cup tại Qatar. Trong thời gian tới đây, đội tuyển Việt Nam có thể đón thêm nhiều cầu thủ Việt kiều để tăng cường sức mạnh. Theo đó thì 5 cầu thủ Việt kiều gồm Julian Nguyễn, Thomas Lê Dusman, Alex Bùi, Dani Reis và Damian Vũ Thanh hiện được người hâm mộ đánh giá cao và tiến cử cho VFF. Khả năng là thời gian tới ông Chu Xê sẽ để mắt tới dàn cầu thủ và cân nhắc triệu tập họ lên đội tuyển quốc gia cho các giải đấu quốc tế quan trọng năm 2024. Nói về việc sử dụng nguồn nhân lực Việt kiều trong tương lai đối với các cấp độ đội tuyển Việt Nam, tổng thư ký của VFF ông Dương Nghiệp Khôi nói với truyền thông: VFF luôn sẵn sàng đón nhận những cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi luôn xem các cầu thủ Việt kiều là nguồn tài nguyên quý giá có thể bổ sung cho bóng đá và các đội tuyển Việt Nam. Có nhiều cách để họ liên hệ. Đối với các bạn chưa có quốc tịch Việt Nam, có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại để chia sẻ hồ sơ, năng lực và mong muốn của mình. VFF cũng thông qua đường ngoại giao và để đề nghị hỗ trợ những trường hợp liên quan đến cầu thủ Việt kiều. Đối với những cầu thủ có quốc tịch Việt Nam thì càng thuận lợi. Từ 2 năm nay, VFF đã bật đèn xanh để các câu lạc bộ chuyên nghiệp đăng ký những cầu thủ chưa có quốc tịch nhưng mang cho mình dòng máu Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra sự hỗ trợ lớn cho các cầu thủ Việt kiều, giúp họ có cơ hội chứng tỏ được năng lực bản thân ở các giải chuyên nghiệp Việt Nam và có được điều kiện cư trú lâu dài để xin được nhập tịch.